Bảo hiểm FWD và Ngân hàng Vietcombank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tập tiếp theo của Sàn đấu vũ đạo, 12 đội bước vào cuộc đấu chính thức với chủ đề Hip Hop. Hai giám khảo chính ca sĩ Lưu Phước Thịnh, biên đạo John Huy Trần, giám khảo khách mời biên đạo ca sĩ Hà Lê. Những cú kích đậm chất đường phố, những bất ngờ choáng ngợp đầy phấn khích. Wow, rất là bất ngờ, rất là ấn tượng. Một cái bầu không khí rất là hip hop, cái đó rất là khó, nó làm thỏa mãn liền, rất là thông minh. Tuy nhiên, mọi người an toàn với nhau quá. Ban giám khảo ở đây chúng ta đang ngồi chấm một cuộc thi chứ không phải chấm hoàn cảnh. Em là một ca sĩ ballad. Thôi thôi thôi, khoan khoan, đừng có nói nữa, please. Mình cũng là một ca sĩ ballad nè bạn. Chuyện gì đã xảy ra? Đội nào sẽ phải rời khỏi sàn đấu ở thử thách đầu tiên? Đón xem tập 2 sàn đấu vũ đạo vào ngày 19 tháng 6 năm 2021 lúc 19:30 trên kênh HTV7.